Phủ Điềm nằm ở trung tâm thôn Điềm Xá, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, là nơi có địa thế cao giáo, thoáng mát với nhiều cây cổ thụ. Phủ được xây dựng vào thời Hậu Lê theo hình chữ đinh để tôn thờ công ơn của 7 anh em nhà họ Tạ, là những người có công đánh giặc ngoại xâm, giữ gìn, gây dựng non sông đất nước thời Hùng Vương. Phủ Điềm được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử năm 1988. Với những nỗ lực giữ gìn và bảo tồn di tích lịch sử lâu đời, mới đây Phủ Điềm đã vinh dự nhận được bằng bảo trợ của tổ chức UNESCO. Theo thần tích, bia ký và sắc phong tại Phủ Điềm, thì thân phụ của anh em họ Tạ là Tạ Công Quang, thân mẫu là Trần Thị, quê ở Phủ Từ Sơn, gia đình hiền lành phúc hậu. Ông bà sinh được 5 người con trai là Hùng Công, Dũng Công, Uy Công, Cường Công, Câu Công, 2 người con gái là Trinh Lang và Minh Lang. 7 anh em tính nết khác thường, thông minh, hiếu học, cha mẹ tìm thầy dạy học tại nhà. Gia đình được dân làng quý mến, yêu thương. 5 người anh càng lớn càng khôi ngô tuấn tú, 2 người em gái thì xinh đẹp nết na. Thời đó trong ấp có một tên quan lại là Sùng Nghiêm Bạo Ngược đã ức hiếp bắt hai nàng Trinh Lang và Minh Lang làm vợ lẽ. Biết không thể chống lại được bọn thống trị tham lam, độc ác, 7 anh em phải bỏ làng ra đi. Họ đóng một chiếc thuyền buồm xuôi theo dòng sông Hồng về vùng Điềm Xá, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, dựng 3 gian nhà lá ở gần chợ Điềm để sinh sống. Thời đó, giặc từ phương Bắc kéo sang xâm lược nước ta, vua Hùng cho sứ thần mời anh em họ Tạ về triều để cầm quân đánh giặc. Các ông đã chia thành 5 đạo quân thủy, bộ, tấn công tiêu diệt quân thù. Tướng Thạch Thành cùng hàng nghìn tên giặc đã bị chém chết tại trận. Đất nước thanh bình, các ông vẫn rèn quân tập luyện võ nghệ, phòng thủ biên ải, giúp dân xây dựng đất nước. Đến khi tuổi cao sức yếu, các ông xin về Điềm Xá hưởng tuổi già. Về đến Điềm Xá Trang, nhân dân vui mừng mổ trâu, bò, lợn gà, ăn mừng. Tình nghĩa quân dân thật là sâu đậm. Các ông giúp nhân dân Điềm Xá xây dựng thuần phong mỹ tục. Đêm mùng 3 tháng Giêng năm Tân Sửu, các ông đã thác, nhân dân Điềm Xá Trang làm lễ tạ, lập lăng miếu thờ. Vua Hùng giao cho nhân dân nhớ ngày mùng 3 Tết hàng năm là ngày giỗ 5 vị tướng quân và đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày tổ chức lễ hội Phủ Điềm kỷ niệm chiến thắng quân xâm lược phương Bắc và là ngày các ông trở về quê hương Điềm Xá Trang. Nhân dân Điềm Xá từ xa xưa đã có nếp sống thuần hậu, ấm áp tình làng, nghĩa xóm, nên các đời vua sau này đã phong tặng nhân dân Điềm Xá 4 chữ Mỹ Tục Khả Phong. Ở Phủ Điềm, một di tích rất quan trọng của tỉnh Hưng Yên và của cả đất nước. Ở đó có chủ đề tín ngưỡng là 5 vị nam thần mà là nhân thần họ Tạ và 2 vị nữ gia chính là nữ thần mà có nguồn gốc, có thành tích, có việc đánh giặc, có việc giúp nước, giúp dân và sinh vi tướng, tử vi thần. Những vị đó sau khi mất đều hóa thánh. Đấy là cái niềm tự hào mà của dòng họ Tạ trong lịch sử sinh thành ra cái hiện tượng ấy. 5 vị họ Tạ và 2 vị nữ nhân họ Tạ được trở thành chủ đề tín ngưỡng ở Phủ Điềm mà thuộc về thời kỳ dựng nước và giữ nước đầu tiên rất lâu đời. Đấy chính là những vị thủy tổ xứng đáng với lại niềm tin, niềm tự hào của các thế hệ hậu duệ họ Tạ suốt mấy nghìn năm trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Phủ Điềm được xây dựng từ thời Hậu Lê, song do thời gian, đặc biệt là bão lụt và chiến tranh, nên di tích đã bị đổ nát và thất thoát cổ vật. Phủ Điềm hiện nay được trùng tu lớn vào thời Nguyễn trên nền móng của di tích cũ. Phủ Điềm nằm trên một khu đất cao hẳn các khu vực khác. Phía trước là sông Nghĩa Trụ Hiền Hòa và đồng lúa gắn liền với nhiều tích truyện mang đậm nét văn hóa dân gian của dân tộc. Nhìn từ xa, Phủ Điềm nằm giữa rừng cây cổ thụ, quanh năm tỏa bóng mát. Tuy di tích Phủ Điềm không lớn lắm, kiến trúc đơn giản nhưng tổng thể, không gian rất hài hòa.
Tòa chính điện cũng được kiến trúc đơn giản, các đầu đao được chạm trổ hình đầu rồng uốn cong, tôn phần mỹ thuật cổ kính cho di tích. Khu tiền tế có ba gian kiến trúc theo kiểu con trồng đấu sơn, vững vàng và chắc khỏe. Bước sang ngang gian trung tâm tòa tiền tế được lắp một cửa võng sơn son thép vàng và chạm nổi lưỡng long trầu nguyệt rực rỡ. Phía dưới bàn thờ có nhiều đồ tế tự như bát hương, cây đèn, đài, mâm đồng, lục bình. Phần hậu cung được làm theo phương thức bào trơn đóng bén. Trong hậu cung đặt một khám thờ lớn. Trong khám có 5 cỗ ngai tượng trưng cho 5 anh em tướng công họ Tạ, những người được tôn thờ ở di tích đã có công đánh giặc giữ nước. Phía bên tay phải đền là phủ mẫu thờ nhị vị thánh mẫu họ Tạ là Trinh Lang và Minh Lang. Mặc dù không tham gia đánh giặc, nhưng hai vị thánh mẫu đã có công giúp nhân dân nơi đây lao động, sản xuất, trồng dâu, nuôi tằm, mở mang, chợ búa, làm cho cuộc sống người dân ngày càng thêm no đủ và yên vui. Kiến trúc của phủ mẫu có quy mô nhỏ, cũng theo hình chữ đinh, tuy nhiên khu thờ tự ấy rất uy nghiêm với nhiều tượng Phật cổ có giá trị. Hiện vật còn lại tại phủ Điềm là cuốn thần tích cổ, sắc phong, bia ký và khánh đá. Đặc biệt, khánh đá có chiều dài 2,2 mét, rộng 0,6 mét, gõ tiếng kêu to, âm vang xa. Đây là khánh đá quý hiếm trên địa bàn tỉnh ta. Với những dấu mốc trong lịch sử và kiến trúc còn lại, năm 1988, Bộ Văn hóa Thông tin ra quyết định số 328 công nhận Phủ Điềm là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Hàng năm vào trung tuần tháng 3, từ ngày 13 đến ngày 15 âm lịch và trung tuần tháng 10 âm lịch, nhân dân xã Minh Phượng và dòng họ Tạ cả nước lại tổ chức lễ hội. Lễ hội Phủ Điềm là một hoạt động văn hóa tín ngưỡng tâm linh nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc và ghi nhớ công ơn của 7 anh em họ Tạ đã có công đánh giặc giữ nước, nhằm khơi dậy, giáo dục các thế hệ mai sau luôn giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống Việt. Phủ Điềm là cái điểm hãnh diện của Đảng bộ và nhân dân Minh Phượng. Hay chúng tôi tổ chức cái lễ hội thì một năm thì nó vào hai tiết, là vào tháng 3 âm lịch, tức là từ ngày 13 đến ngày 15 âm lịch, thì chúng tôi được đón tất cả các cái khách thập phương của các nơi là về là dự lễ hội. Thì chúng tôi tổ chức là rất là long trọng, trang nghiêm, có thể nói là có hàng nghìn người là đưa đón để rước kiệu. Chúng tôi thấy được cái trách nhiệm lớn lao của mình là trong thời gian tới đoàn kết toàn họ, chúng tôi sẽ vận động bà con ở mọi miền, cả trong nước lẫn làm việc ở nước ngoài, là có những công đức để về nâng cấp và xây dựng Phủ Điềm thật khang trang. Làm sao đấy để tới đây Phủ Điềm coi như là một nơi di tích của dòng họ, là nơi thờ cúng của viễn tổ của dòng họ. Gần đây, dòng họ Tạ Việt Nam đã tìm về Phủ Điềm và họ coi những nhân vật được thờ trong phủ là thủy tổ của dòng họ. Đã có biết bao những người con ưu tú của họ Tạ là các công hầu, khanh tướng, những tạo sĩ, tiến sĩ, các nhà khoa bảng, những anh hùng đã cống hiến trí, lực, máu xương cho sự bình yên và phát triển của dân tộc. Triều đình, các triều đại đã truy tặng sắc phong cho lập đền, phong thánh, ghi tạc công ơn tại nhà Thái học Văn Miếu ở Hà Nội, và ở Huế còn lưu danh biết bao tên tuổi những tạo sĩ, tiến sĩ, các nhà khoa bảng họ Tạ. Họ là những bậc hiền tài, là nguyên khí của dân tộc. Chúng ta dễ dàng tìm ra được những người họ Tạ như thế ở thời Lý, ở thời Trần, ở thời Lê, là những anh hùng, là những võ tướng đánh giặc, giữ nước và cứu nước quá khứ và cận đại và hiện đại. Các vị đó hoàn toàn xứng đáng để các thế hệ con cháu hậu duệ là họ Tạ qua các thời đấy kính trọng, ngưỡng mộ. Hiện nay di tích quốc gia Phủ Điềm đang bị xuống cấp trầm trọng. Những năm gần đây, cán bộ và nhân dân xã Minh Phượng và những người con của quê hương Điểm Xá ở mọi miền Tổ quốc đã góp công, góp của, tu sửa nhưng vẫn chưa tương xứng với giá trị lịch sử, văn hóa của một di tích cấp quốc gia. Mong rằng Phủ Điềm sẽ được sự quan tâm hơn nữa của chính quyền các cấp,
đặc biệt là của con em họ Tạ cả nước, để bảo tồn, tôn tạo di tích Phủ Điềm xứng với giá trị vốn có và hứa hẹn đây sẽ là một điểm du lịch văn hóa tâm linh luôn sống mãi trong tâm hồn người Việt.